và các bạn xem chương trình Chào Đón Cả Nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Tuyu. Cả nhà mình đang thấy là hiện nay trời đang rất là tối ha. Và đi ngoài đường thì mình thấy mọi người mặc áo mưa. Thì cả nhà mình biết là trong cái video clip này Tisu sẽ quay về các đường phố Phan Thiết vào trời mưa. Tisu đang đi ở trên đường Nguyễn Hội cả nhà mình. Hồi chiều giờ, từ lúc 4 giờ chiều trời đang nắng, tự nhiên gió quá trời rồi mưa rất là to luôn. Và mưa một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết mưa, mà cứ nghỉ một chút rồi mưa, nghỉ một chút rồi mưa cả nhà. Cho nên là hôm bữa giờ mình thấy là Phan Thiết mình đang làm các vỉa hè với lại cống đó. Cho nên là Tisu cũng muốn quay cái video clip này để chia sẻ cùng với cô chú và các bạn những cái khoảnh khắc của Phan Thiết vào những cái thời tiết khác nhau, thì đường phố sẽ trông như thế nào, mọi người mặc áo mưa ra làm sao, rồi con thử là đường có còn ngập như xưa hay không khi mà chúng ta chưa có cái việc mà sửa cống ha. Khi xưa họ có làm cống đó, lót lề đường, làm cống đồ to lắm, cho nên là hy vọng là cái con đường trước mặt mình lúc trước đó là cái bùng binh của đường Hải Thuận Hải Ông với lại đường Nguyễn Hội á, là ngập nước. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên đó mình nhìn thử coi thử là đường phố bây giờ là như thế nào. Mà tôi xung nghĩ rằng đó là cái thời gian công sức với tiền của khi mà đã làm đường làm cống cho dân thì chắc chắn là về cái việc mà ngập khi trời mưa thì tôi xung nghĩ là hết rồi, không còn nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ lên phía trên để mình nhìn ha. Tại vì nó có một cái bùng binh nè, rồi mà hình như là làm đường làm cống ở bên góc này chứ góc trên kia chưa làm mà. Như Tisu nhớ lộn sao cái gì. Để đi lên thử nha. Mình nhớ làm cống ở góc đường Nguyễn Hội nè. Còn cái góc ở trên kia thì để coi sao. Đi đúng lực là phải đi ôm bùng binh nha cả nhà mình, mặc dù là bùng binh chưa có xong đâu, nhưng mà nếu mà đi đúng lực là mình phải ôm bùng binh trần như vậy. Góc này thì đây. Góc này thì vẫn chưa làm đường xong cả nhà mình, nên là vẫn còn ngập nước. Còn trên này thì họ chưa có làm xong. Chỗ này họ chưa có chắn nhựa, chưa có làm xong cả nhà mình. Cống thì vẫn có nhưng mà chưa có lót xong gạch, cho nên là nhưng mà vẫn ít nước rồi đó cả nhà mình, chứ hôm bữa trước mà mưa to là nước nhiều lắm, nước ngập gần nửa bánh xe. Mà hôm nay mình thấy đến đây là êm ru vậy nè. Rồi vậy là mừng rồi ha cả nhà mình ha, phút này là coi như là đỡ ngập hơn trước nhiều. Cống họ chưa có làm xong, chứ hồi đến lúc cái chỗ đó là nửa bánh xe đi, nửa chất máy luôn á. Mà hôm nay mưa cả tiếng đồng hồ, mình đi tới đây mà trời vẫn còn đang mưa, thì đó là một cái mà điều mà Tisu thấy cũng mừng ha. Hy vọng là lên những cái con đường tới nữa, những cái con đường khác nữa mà khi mình đi á thì mình sẽ thấy ít có bị nước giống như ở chỗ này là ok. Tisu sẽ đi lên về cái đường Nguyễn Hoài á. Tại góc đó cũng hay lục á. Ở bên lộn không phải lục mà hay ngập nước khi mưa. Mình đi thử coi sao nha. Bên đó cũng đang làm vỉa hè đó. Thì hai ngày nhưng mà đường cái là sáng trời vẫn có nắng.
rồi chiều chiều mưa cũng được. Mà chiều mưa mấy cái lúc mà con nít đừng có đi học, chứ mà chiều trời chiều mưa nó đi học tội nó đón ướt nhẹp trơn. Mưa mà đi xô tưởng đâu là bão tới luôn à.
bay rồi kêu sao sạc sao sạc, rồi nhà ai mà có cửa đập bùm 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 bùm. Đây là ngã ba Tâm Biên này cả nhà, ngon lành ha. Giờ này mới có 5 giờ chiều cả nhà, cho nên mình đi đường tối ha, chứ không phải là tối không mở đèn đâu nha. Mới có 5 giờ chiều thôi, cho nên là thường đèn được tới 6 giờ mới lên đèn. Mình đang đi qua đường Phan Chu Trinh đó cô chú chị các bạn. Hôm nay là chiều thứ sáu, các bạn học sinh cấp 3 cũng mới vừa đi học ra nè. Cũng hên cái là mưa nhỏ nhỏ, chứ thường giống như tôi xu hồi xưa đi học đó, đâu có mang áo mưa theo đâu, mang cái cặp bỏ sách vở theo thôi, chứ áo mưa hiếm khi nào mà mang theo lắm. Thì mấy bạn này thì tôi xu nghĩ là thời học sinh thì cũng gần gần giống như tôi xu vậy đó. Trời ơi, cho nên là chắc là sẽ không có mang áo mưa đâu, mà mưa nhỏ này thì đỡ ướt. Cả nhà mình biết tại sao Thiên Sư kêu trời ơi không? Tại ngang qua cái hàng ống đậu mắm tôm, cái mùi mắm tôm với cái mùi đậu, với lại cái mùi cái gì chiên chiên nó bốc mùi lên. Trời đã có, người ta nói là đúng theo cái giọng của Phan Thiết, nó là chịu gì nấu bà con ơi, đúng không cả nhà? Cũng đậu mắm tôm là một cái món ở ngoài Bắc nha. Hồi xưa thì xưa ở 2 năm rồi đó, ăn đúng chất, ngon lắm. Nhưng mà về đây thì họ cũng bán món này, nhưng mà nó không có ra được cái hương vị mà ngày trước khi đi xưa ăn ở ngoài Hà Nội. Cho nên là thường cái đi đâu mà ra Hà Nội là đi xưa sẽ đi quay về những cái quán ngày xưa đi xưa hay ăn á. Lạ vậy đó, cũng có dẫn đi những cái quán khác mình ăn, nhưng mà mình lại thích ăn ở những cái vỉa hè, những cái hàng cánh. Hồi đó đi xưa học
2 năm thạc sĩ ở Bách Khoa Hà Nội á, thì dọc cái bờ rào của trường đại học á, rồi mấy cô có cái gánh á, ngồi gánh chiên đậu xong rồi chiên cái gì chả giò hả, ừ chả giò ở ngoài đất á, ở ngoài Bắc á là đặc biệt là chỉ có bún với lại cộng bún với lại nấm mèo với lại trứng thôi, chứ không có thịt hà tôm giống như ở trong mình đâu. Chỉ có bún, chỉ có chả mà ở Hạ Long á thì mới có thêm tôm hoặc là mực, còn nếu mà của mấy cô mà gánh vỉa hè là không có. Mấy cô chiên lên xong rồi đậu cắt rồi xong rồi thêm một ít dưa leo rồi mấy miếng thịt luộc á, mà mình ăn mình thấy nó ngon gì đâu mà ngon. Rồi giờ đây cũng như vậy, nhưng mà mình không có cảm nhận được cái cảm giác khi mà mình ngồi mình ăn ở vỉa hè cả nhà. Mặc dù vô bàn ghế đồ cũng sang trọng nhưng ăn hồi cái nó ớn, không biết tại sao. Mà đó ăn vỉa hè, ngồi ăn ghiền luôn á. Rồi đi ngang qua cái hàng bún đậu ấm tôm, tự nhiên cái mình kể cho cô chú anh chị nghe các bạn cái câu chuyện ngày xưa thời đó không gọi là sinh viên nữa, mà đã đi làm rồi mới đi học tiếp, không gọi là thời sinh viên, gọi là thời hậu sinh viên. Rồi Tí Xu đi đến đây nha, xong cái là Tí Xu sẽ mời cả nhà mình đi tiếp tục với Tí Xu đi lên cái khúc kia là khúc của đường Nguyễn Tất Thành đó. Đường đó hồi đợt cũng lắp làm lại vỉa hè với lại trồng cây xanh đó. Bây giờ mình lên đó mình nghĩ một chút xíu, xin lỗi cả nhà mình nha, tự nhiên chắc mình nói nhiều quá từ nãy giờ hay sao cái hò giờ thân rất nóng lại. Ở đây chưa làm vỉa hè nè, không biết thành phố họ có làm lại không ha. Đây cũng nước bắt rồi, cũng có cống á. Gọi là đường đi ra biển à. Ủa mà đường này thì giờ này quay đâu có gì ta, có gì đặc biệt đâu, mình chắc là mình chỉ đi ôm một vòng để cô chú anh chị các bạn xem ha. Đường này thì buổi tối này bán lẩu dê, chứ ở đây thì không có nhà cửa của người dân đâu, còn đây là con đường của các nhà làm việc của cơ quan ha. Cho nên là buổi tối ra đường này thì không có nhiều người đi qua đi lại để mình ngắm bằng những cái đường bán những cái hàng ăn vặt hay là ăn hàng hay buôn bán nha cả nhà. Đó, chỉ hai cái len đường đi như thế này thôi. Rồi chắc là Tí Xu sẽ dừng lại cái video clip này ở đây cô chú anh chị các bạn. Đi nãy giờ dạo cũng được mười mấy 20 phút rồi. Thì mình rẽ qua bên đường này là đường đường Tôn Thắng một chút nữa ha, để cho cả nhà mình coi ngã tư Tôn Đức Thắng với lại đường gì ta. Ố, ở đây ngập nước nè, nước quá trời hả. Đây là ngã tư giữa đi đường Tôn Đức Thắng với lại đường hồi nãy là đường Nguyễn Tất Thành, rẽ ở đây. Để mình thử tìm một cái đường hẻm nào nho nhỏ mình rẽ vô mình coi thử nha. Dập dọc ở đây nè, con đường này với con đường Lê Duẩn, đường Lê Duẩn rộng hơn, nó có cái đường len ở giữa, đường này cũng rộng nhưng mà không có đường len. Đây ở phía xô sẽ rẽ qua bên cái đường này. Ôi trời ơi, xe cộ chạy ớn kìa, nhìn nhớ
mình mở đèn rồi đó, mình đi rất là chậm luôn. Chào cả nhà mình thiệt ạ, không chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn. Bye bye cả nhà.